Hôm nay mình sẽ vẽ tiếp cái bài phần trước là áo nhé. Phần của áo này, trước mình vẽ chưa xong đâu. Thì trước mình mới móc được cái này màu đỏ như này, thì hôm nay mình sẽ vẽ tiếp thêm một cái này cho bạn. Đấy, đẩy cho sáng nổi khối đi. Đẩy cho sáng nổi khối đi. Thêm một chút màu vàng cho nó thật là sáng đẩy lên. Đấy, như vậy là chúng ta đã không có đá rồi. Tiếp theo là phần bóng đồ. Đấy, và mình đã xong mặt áo. Và bây giờ mình sẽ ký tên. Mình sẽ phải vẽ thêm lá nữa. Okay. Đây là